Chào mừng các bạn trở lại với kênh Sang Ngọc TV nha. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một con diều sáu nhỏ mini này các bạn. Con này mình mới vừa làm luôn. Con diều cái cánh thì mình làm bằng cọng lá dừa các bạn. Còn cái cây giữa thì làm bằng tre. Con này tổng thể chiều dài là 47cm các bạn. Còn cái áo diều thì mình làm bằng bọc ni lông các bạn. Cụ thể là cái áo mưa. Cái áo mưa mà ở ngoài tiệm tạp hóa bán các bạn. Có những cái họa tiết, những cái bông hoa nhỏ màu xanh rất là đẹp. Rồi, không để các bạn chờ lâu, mình sẽ test thử con diều này nha các bạn. À, còn cái áo các bạn, mình dán bằng keo các bạn. Dán keo con chó. Còn cái cây giữa thì mình không có dán gì, mình dán bằng băng dính. Làm cho nó nhanh các bạn. Bay không nữa. Nó cho gió lên rồi, để mình test luôn cho các bạn cùng xem. Bây giờ mà đợi đem ra công viên thì lâu quá các bạn. Xong rồi các bạn, đi thả lời các bạn. Lần đầu ra sân không biết em nó chịu lên không đây. Khó thả dây quá các bạn. Để mình kiếm gì mình chặn nó lại. Rồi dùng cái muỗng dừa này các bạn, dùng cái muỗng dừa này chặn nó lại cho nó nặng nặng mới dễ xả dây. Để luôn cái mông dừa mới chạy nó có gắt đuôi không nữa. Lên thôi các bạn, chuẩn bị con diều sáu lần đầu ra sân. Wow. Bye nha các bạn. Do không có người đâm diều giùm các bạn, với vừa cầm điện thoại mà vừa quay rất là khó, nên mình tìm cái lấy hai cây tre này các bạn. Cây tre này mình làm cái cây tre này các bạn, mình làm cái bệ phóng. Cắm hai cây tre này xuống làm bệ phóng các bạn. Diều nãy lần đầu tiên bay thử nó không lên, cho nó nằm đây rồi. Cho em nó lên bệ phóng và thả thôi các bạn. Đó, nhìn ngầu quay chưa các bạn. Em nó nằm trên hai cái cây tre nè các bạn. Giờ mình lại đón mình chạy thôi. Em nó trong tư thế sẵn sàng rồi nha các bạn. Lên nè. Rồi. Sao nó quay một vòng rồi. Thứ hai
không thành công các bạn. Tiếp tục tấm lần thứ ba nha. Đây. Vô bưởi phóng và chạy. Diều sáu nhỏ mini, những bông hoa nhỏ màu xanh. Lần phóng thứ ba bắt đầu. Tiếp tục lên con diều 6 mini lần thứ 3 cộng 1 các bạn. Trời ơi em nó nỉ con bên dính vô cây chuối luôn rồi. Bị lỗi gì hết ta.